Đây là lần đầu tiên tôi đi du lịch bằng xe lửa. Gia đình tôi trước đây thì nói là tôi có tật thì nên ở nhà đi, chứ đi ra ngoài chi cho phiền đến mọi người. Ban đầu thì cảm thấy rất là lo lắng và ngại, nhưng mà có được sự tận tình giúp đỡ của các tình nguyện viên và nhân viên của DID, và đồng thời là đi chung với các bạn khuyết tật khác nữa nên lo lắng nó đỡ đi rất là nhiều. Với lại mình cũng phải đi ra ngoài để khám phá cho xã hội biết và thấy đến người khuyết tật. Thường thì những người không khuyết tật nghĩ rằng những người khuyết tật thì rất là bị động, yếu đuối và không có khả năng quyết định hay là làm bất cứ một việc gì cả. Thực sự thì chúng tôi đã rất là nỗ lực để có thể dám nghĩ, dám làm và dám thực hiện những cái gì, điều gì mà mình mong muốn. Chuyến tàu khởi hành vào lúc 7 giờ rưỡi, nhưng cả đoàn đã phải có mặt từ lúc 6 giờ vì người khuyết tật đi lại rất khó khăn và đặc biệt là lúc di chuyển lên tàu. Phương trời ta về đây chung vui, không phân chia giọng nói tìm người, cùng nắm tay ta quên lại thân ai. Lần đầu tiên được thành công với vai trò là đi khảo sát khu du lịch Vĩnh Long á, mình thấy rất là hứng thú. Tại vì lần nào giờ cũng chưa có đi Đồng Nai mà nghe nói cái lửa nhiều rồi. Chưa có đi lần nào đó, là cái cảm giác là lâu nào mới được trải nghiệm trên đất cái lửa thì rất là hồi hộp. Đi đến cái khu du lịch này á, thì bạn tôi có đẩy tôi đi xuống cái hồ để mà tôi xem cái cảnh hồ đây, tôi thấy rất là đẹp. Rồi bên kia có đá rồi có cây lên rất là đẹp, nhưng mà rất là tiếc là không có đi xuống được, bởi vì nó có những cái bậc thang rất là cao nên xuống không được. Nói tóm lại là những cái điều mà tất cả mọi người đều cần đi đến những cái khu du lịch giải trí thì những người khuyết tật nặng như tụi tôi cũng rất là cần. Ôi, cho lên cửa đi, lên bằng cửa ta đi. Rồi cái này dễ xe để lên sau đi, cứ ẵm người trước lên trước đi, người lên trước đã. Cứ ưu tiên người lên trước cây xe đó, lên sau. Mục đích của chuyến đi dã ngoại là giúp người khuyết tật được đi ra ngoài, được tham gia giao thông công cộng, được đến những khu vui chơi giải trí như bao người khác. Qua đó, họ dần thoát khỏi sự phụ thuộc đối với gia đình và họ cảm thấy tự tin hơn. Họ dám chọn lựa, dám quyết định và dám chịu trách nhiệm những sự việc liên quan đến cuộc sống của họ. Sau chuyến đi này, chúng tôi sẽ viết một thư cảm ơn gửi đến đội ngũ nhân viên Ga Sài Gòn và viết một kiến nghị gửi đến cơ quan có chức năng thẩm quyền để họ cải tạo lại cơ sở vật chất trên xe lửa nhằm giúp người khuyết tật thuận tiện thoải mái khi đi xe lửa. Đây là sự khởi đầu cho những chuyến đi tiếp theo của tôi. Yeah! Tôi dám lựa chọn điều tôi thích. Gia đình tôi dần thay đổi cách suy nghĩ, khuyến khích và ủng hộ tôi ra ngoài nhiều hơn. Tôi thấy yêu cuộc sống này nhiều lắm. Yeah!